Cái đơn này nó cũng bị gấp, cả nhà mình nên đào thực hiện nhanh luôn, cả nhà mình xem nha. Nếu mà trong quá trình xem cái chỗ nào không hiểu thì cứ để lại cái câu hỏi cho Đào nha, cứ để lại cái câu hỏi trong cái phần ô chat cho Đào, Đào sẽ giải đáp cho các bạn sau. Thì sử dụng hai cái lá bạc, hai cái đỉnh lá bạc nó đẹp đẹp tí xíu cho nó bay lên. Đây là cái đỉnh cao nhất của cái hộp hoa của mình ha. Cái chiều cao của cái cành lá bạc này thì nó tầm 40 năm 40 đi. 45 50 gì đó tùy. Rồi. Thả một chàng tim cho năng lượng. Alo alo, chào Huế nha. Chào chị Châu Nguyễn nha. Ồ, chị cứ chăm chỉ vậy á, làm liên tục vậy á. À, nhiều người hôm qua 20 tháng 10 xong là mệt hết rồi đúng không? Chắc là mọi người mệt dữ lắm rồi. Đơn nhiều quá mà. Huế cũng vậy hả em, đơn nhiều quá mà đúng không? À, mình lên cái phần khung lá này trước ha cả nhà mình. Rồi mình cắm hoa vào cho nó nhanh ha. Lên sơ sơ cái phần khung lá trước. Sáng nay 5 giờ em đã cắm hoa rồi, chúc mừng em. Rã rời luôn hả chị Trong Trong Nguyễn. Kệ nó, lễ mà, một năm có một ngày thôi kệ. Hai cái đỉnh cao nhất của cái hộp hoa của mình sử dụng hai cái hoa nụ để mình lên hai cái đỉnh này ha. Những cái phần cao thì Đào sử dụng những cái hoa nụ cho nó bay ra. Có hoa hồng này, hoa hồng cồ ha cả nhà. Sử dụng mấy cái hoa hồng nó đẹp đẹp tí xíu để cho nó nằm ở phần trung tâm. Rải đều cái phần bố cục trước thôi các bạn ha. Rải đều cái phần bố cục trước. Cái hoa hồng này hoa hồng EQ đo ha cả nhà mình, lật cánh cũng được mà không lật cánh cũng được ha cả nhà. Cái hoa hồng này nó đẹp lắm. Cái đơn này nó cũng khá gấp mà Đào tập trung Đào làm. Nếu mà trong quá trình làm cái chỗ nào các bạn không hiểu cứ để lại câu hỏi cho Đào nha, Đào sẽ giải đáp cho các bạn sau nha. Thường các hoa mình cắm gần nhau, đừng để cho nó bằng nhau, và cái chỗ mình cắm á, cái vị trí mình cắm phía trước phía sau thì nó không có nằm trên một cái đường thẳng song song nha các bạn ha. Hoa hồng đỏ này nó nở rất là đẹp luôn. Không cần bỏ cánh lụa nha chị, khi nào cánh lụa mà nó bị dập thì mình mới bỏ thôi, còn cánh lụa mình nó đang đẹp thì mình để đừng có bỏ nha. Cánh lụa đó là nó bảo vệ hoa của mình mà. Đó, giúp cho hoa của mình nó được tươi lâu hơn nữa. Cái này thì mình sẽ kết hợp với lại cái hoa tulip Nam Phi. Hoa tulip Nam Phi này. Cái chiều sâu mình cắm vào nó đối với những cái hộp hoa giỏ hoa thì chiều sâu nó tầm 35 40, nhưng mà đối với cái kệ hoa cao thì các bạn phải cắm chiều sâu nó tầm 40 cho đến 50 là ít nhất ha. Nó như vậy thì mới giữ được cái
Qua cũng thành nó chặt ở trong xốp vì những cái kệ nó nặng, các bạn giao đi nó bị dịch chuyển, nó dễ bị mà rớt hoa ra. Cái hồng kim cồ này thì nó bền lắm, nó bền hơn cái kem da bình thường á. Ví dụ như cánh xương này nè, cái cánh lụa này nếu mà nó giặt thì mình bỏ, còn nếu mà nó không giặt thì mình vẫn để nó bảo vệ hoa của mình. Cái hộp hoa ngày hôm nay thì đầu cắm nó so le đó, hoa nó có cao thấp, còn ngày hôm qua là ưu tiên cái hoa của mình cắm cho nó bằng mặt nhiều hơn, vì cái ngày hôm qua thì cái ngày lễ mà hoa nó hơi đắt, nếu mà mình cắm so le như thế này thì nó tốn nhiều hoa lắm, tốn nhiều hoa thì nó đội giá cost lên mà đôi khi khách hàng họ không chịu. Hôm qua chị like hình như 5 xuyên đó Huế ơi. sử dụng cái lá ở Dương Sĩ Phát mình xem vào phần chân nó ha cả nhà. Thường đầu làm gấp thì có cái nào trước sẵn nó bên tay thì đầu cắm thôi, còn hướng dẫn mấy lần mà hướng dẫn cho các bạn chậm chậm từ từ thì đặc sẽ hướng dẫn đi từng bước một, từng loại hoa một ha. Và cái đơn này nó đang hơi gấp nên có cái gì sát bên tay thì mình cắm nó vào liền luôn. Xin bái phục. Có gì đâu, livestream có gì. Ở livestream thì mình cứ vào mình nói thôi, mình có gì mình chia sẻ đó thôi. Mình cắm hoa sao thì mình chia sẻ vậy thôi, có gì đâu em. Cứ vô mà nói thôi. Mình cứ nói những cái gì thật của mình thôi. Lo gì. Nhiều người hỏi đào sao mà livestream tự nhiên quá, mình thấy bình thường mà, cứ mình cắm hoa làm sao rồi mình làm vậy thôi. Cái công việc mỗi ngày mình làm sao thì mình cứ việc like như vậy thôi, đừng có, mình đâu có làm gì nó quá cao siêu đâu, cứ mỗi ngày làm đơn như khách hàng như thế nào mình cứ like vậy thôi. Thường cái tulip Nam Phi nè các bạn, cái tulip Nam Phi này á các bạn cắm chung với lại cái hồng đỏ, những cái tông màu mà nóng, những cái gam màu nóng thì nó đẹp lắm. Cái chỗ trống thì sử dụng cái hoa nở nè, mình cho nó nằm ở tầng thấp. Một phần á thì nó che bớt cái xốp của mình, một phần nó làm cho cái giỏ hoa của mình nhìn nó đầy đặn hơn. Bữa nay hoa hồng là không có thời gian lật luôn, cả nhà mình để nguyên luôn á. Hôm qua thì mình còn có thời gian để mình lật, cái đơn này chỉ hối gấp quá nên không có lật được cánh luôn á. Thực chất hoa hồng mà Ecuador này nếu mà mình lật cánh thôi rất là đẹp luôn, nó to lắm, to lắm mà cả nhà mình. Chị cắm lá cơ bản trước linh động, mình sẽ linh động thôi Ngọc Thanh. Bình thường thì nếu mà hướng dẫn cho các bạn nào sẽ đi cái phần hoa trước, đi cái bố cục hoa trước, sau đó thì mới đi lá. Còn hôm nay cái đơn này gấp, đầu chỉ làm cho nó nhanh là sẽ đi xen kẽ luôn ha. Còn nếu mà đi theo đúng quy trình thì đào sẽ đi hoa trước đi lá sau. Cái đơn này lúc đầu đào cũng chia sẻ là đơn nó khá là gấp nên đào làm có cái gì sẵn bên tay đào cắm liền luôn, có gì sẵn bên tay đào cắm liền luôn ha các bạn ha. Ở trong quá trình xem nếu mà các bạn chưa hiểu cái nào cứ hỏi đào nha, sẽ giải đáp cho. Nếu mà mình đi đúng nó, đúng kỹ thuật nó thì các bạn phân bổ cái hoa chính trước, hoa điểm nhấn, hoa chính trước rồi sau đó thì hoa phụ, và mới tiếp tục tới lá phụ,
lát bay. Còn nếu mà đi kiểu như thế này thì đang làm đơn khá gấp thì Đào có cái gì sẵn bên tay thì Đào cắm cái đó luôn lên cái phần khung chính nó xong, cái phần hoa cái bố cục nó xong rồi thì mình xen lá rồi. Lá rồi đang xen nó là cái lá tùng nhau các bạn. Đơn này cho có 20 phút làm thôi nhé cả nhà. Vượt lên chính mình. Cả nhà xem nhớ cho Đào xin một chia sẻ livestream nha cả nhà mình. Cho Đào xin một chia sẻ livestream để nhiều người cùng học với mình ha cả nhà. Rất là mong cả nhà một tay cùng Đào hỗ trợ cho những bạn đang có mong muốn học mà các bạn chưa có điều kiện để học, các bạn lan tỏa cái bài học này đến nhiều người cùng học với mình hơn ha. Sử dụng cái lá cuối này nè để mình liên kết. Bỏ thì nó phí. Phần nó liên kết nó làm cho cái bình hoa của mình nhìn nó được đầy đặn hơn nè, cũng che được cái xốp của mình nữa, nên mấy cái này đừng có bỏ ha. Cái này nó cứng dữ lắm, sử dụng cái kéo mà phải cái kéo bén để bạn mới cắt được chứ cũng khó cắt, cái cành này nó cứng. Ngày hôm qua tới giờ tối, trời ơi, 20 tháng 10 mà tối trời mưa quá trời. Cô có đơn sớm không, Thu ơi? Tí xíu xong đi rồi. Cô tâm sự tối, tối nhắn tin xong cái cô trả lời liền luôn mà sao không thấy em nói gì hết trơn á, cô không biết vụ gì. Tí xong đi rồi hả, cô gọi lại nha. Vuốt cho cái phần đầu lá cho nó đứng lên nha các bạn. Rồi tới cái giai đoạn này thì mình sử dụng mấy cái hoa này. Bắt đầu mình cho nó xen kẽ vào nè. Xen kẽ vào. Cái này mình lên cái khung xong rồi đó các bạn. Mình xen kẽ mấy cái hoa nó nở một tí xíu. Nhìn rõ không cả nhà mình, nếu thấy rõ thả trong tràn tim đi cả nhà mình. Cái hoa lan đỏ không biết cái hoa lan đỏ giờ chạy chợ kịp không ta. Hello cả nhà, cả nhà ơi, cho Đào xin một chia sẻ ha cả nhà mình, chúc cả nhà mình một buổi sáng tràn đầy năng lượng ha cả nhà, tràn đầy năng lượng ha cả nhà mình ơi. Ngày hôm qua anh em làm hoa của mình tình hình sao rồi cả nhà? Đây là cái nghề của mình làm đam mê nên hình như là Đào chưa bao giờ thấy mệt hơn cả nhà mình. Công việc cứ mỗi lần cắm xong cái bình hoa thấy nó thích lắm nên cứ bị cuốn theo như thế này nè. Mình cứ làm liên tục như thế này thôi. Không có thấy mệt, sáng dậy là chỉ muốn đi cắm hoa thôi là cả nhà. Cả nhà đang xem rõ không? Cả nhà mình rõ thì thả cho Đào một tràng tim đi cả nhà mình ơi. Đang xem rõ không cả nhà? Ở di chuyển cái góc máy một tí xíu nha, cái hoa nó cắm nó cao lên rồi, chắc là để gần quá thì cả nhà mình xem cũng không rõ rồi, di chuyển xa ra xí. Nhớ chia sẻ livestream nha cả nhà mình nha, nhớ chia sẻ livestream nha cả nhà. Cái này bình thường á, cái này nè, bình thường nếu mà mình kết hợp cùng với lại cái thanh liễu màu đỏ nè, hoa thanh liễu màu đỏ rồi hoa lan đỏ nữa. Sao cái móc gấp máy nó cứ bị xéo hả cả nhà mình? Nếu mình kết hợp với thanh liễu màu đỏ rồi
Với lại cái hoa lan đỏ nữa thì cái hộp hoa này của mình nhìn nó cũng đẹp lắm. Đang nhìn nó bị trống đúng không cả nhà? Mình thì mình chen lá vào để cho nó che cái vòng trống đó nha cả nhà. Lá mình che vào mà để nó giảm có xuống thì chỉ có lá nguyệt quế thôi, lá nguyệt quế nha mình còn. Lấy cái này ở trên có người chưa? Lấy cho giùm em đi. Xen lẻ lá vào mấy cái chỗ trống cho nó đầy đặn cái bình hoa của mình đây. Cái lá nguyệt quế này sử dụng để che lưng nó đâu. Lá vào để che cái phần trống hay bớt cái phần trống thôi các bạn, cho cái hộp hoa mình nhìn nó đầy đặn hơn chút hơn. Bắt đầu mình cho cái hoa phụ vào. Đỏ nha. Còn có lấy lại cái bó thanh liễu đi. Mình xem những cái hoa nở nó nằm ở cái phần tầng thấp để cho nó đầy đặn cái hộp hoa của mình lên nha các bạn. Còn đó không Thu ơi? Xong rồi, gần xong rồi các bạn, chỉ cho ở tí xíu là sẽ cho thêm một cái ít mica vào nữa là xong rồi. Mình cho nó ở phía trước thì cho nó thấp vào được tí xíu để cho nó tạo một cái độ nhô cho cái phần bề mặt của cái lẵng hoa của mình nữa các bạn. À cô, nay đỡ mệt chưa? Hiệp sĩ hỏi mua bé búp bê. Nay đỡ mệt chưa? Cả nhà mình hồi phục năng lượng chưa? Rồi, mình sẽ cho thêm một cái hoa nở đẹp đẹp ở đây nữa để điểm nhấn cho cái hộp hoa của mình nha. Bên đây nó còn thiếu.
tục cho bên đây ha. Bình thường làm gấp á, đào tập trung đồ làm không có nói được cả nhà, nên cả nhà mình xem ha, cái chỗ nào mà không hiểu thì để lại cái câu hỏi cho Đào nha, để lại cái câu hỏi trong cái phần ô chat nha. Còn live stream xong rồi, xong cái phiên live stream này thì Đào sẽ giải đáp cho cả nhà mình sau. Còn những cái đơn gấp mà kêu nói cái không có tập trung làm được, một lát nữa nó bay bổng đi đâu á. Bình thường một đơn mà Đào làm á chỉ tầm 15-20 phút thôi. Còn livestream á chia sẻ với các bạn một đơn Đào làm chắc nó cũng phải ít nhất là 45 phút. Mình vừa cắm mình vừa canh hai cái bên cho nó đều nhau các bạn. Nếu mà cắm từ lúc đầu mình đi cái bố cục ha thì các bạn đi nó sẽ dễ hơn, đỡ phải canh ha. Cái này do ngày hôm nay nhà hoa còn gì cắm đó nên Đào cứ có gì ngay tay thì mình cứ xen vào, có gì ngay tay thì mình cứ xen vào thôi, nên phải canh cho nó hai bên cho nó được cân bằng. Lá hồi cuối để nó che cái phần trong phía sau cho nó đừng chóng này, cho nó đầy đặn lại nè. Hello cả nhà mình, cả nhà ơi còn đó không, cho thêm cho xin một chàng tim đi cả nhà, một chàng tim đi cả nhà mình ơi, cho nó tuyệt vời ha. Cả nhà mình đang sinh sống ở đâu mình comment trong phần ô chat đi cả nhà, mình giao lưu tương tác với nhau ha cả nhà. Chúc cả nhà mình buổi sáng đầu tuần thật nhiều năng lượng để hoàn thành tốt công việc của mình nha. Mình gửi nhau một lời chúc buổi sáng ở trong cái phần ô chat đi cả nhà mình. Gửi nhau một lời chúc buổi sáng trong cái phần ô chat ha cả nhà mình. 20 tháng 10 xong rồi thì bây giờ mình tiếp tục mình luyện để mình chiến 20 tháng 11 ha cả nhà ha. 20 tháng 11 rồi xong tới 24 tháng 12 nó một bây giờ là bắt đầu vào cái mùa lễ nó liên tục luôn. Dạ chị. Bây giờ là mình bắt đầu vào mùa lễ rồi ha cả nhà, nó đi hoa là nó đi liên tục luôn. Và bây giờ tới cái 24 tháng 12 nè, 24 tháng 12 rồi xong bắt đầu tới Noel, xong là bắt đầu Tết Tây xong bắt đầu là tới Tết mình luôn rồi cả nhà. Và Tết năm nay Đào tiếp tục làm lan hồ điệp nữa, nếu mà ai muốn về đội của Đào để mà kinh doanh lan hồ điệp thì cũng đặt trước ha cả nhà mình để có được những cái ưu tiên ha cả nhà. Cảm ơn Mandy Võ rất là nhiều nha. Chúc cả nhà mình ngày mới xinh tươi vui. Bạn Mandy Võ gửi lời chúc đến cả nhà mình. Chúc cả nhà mình ngày mới xinh tươi vui vẻ và gặp nhiều hạnh phúc. Cảm ơn Mandy Võ rất là nhiều. Cho đi để nhận lại được nhiều hơn đúng không cả nhà? Biết ơn để nhận được nhiều hơn hả cả nhà? Đẹp không cả nhà mình ơi? Đẹp không? Cái hộp hoa này nếu như mà ngày hôm qua mình cắm hoa hồng này không chắc nó cũng nhiều tiền hả cả nhà ha. Hoa hồng ngày hôm qua tao thấy đắt tiền quá trời luôn. Năm nay hoa cao giá mà không biết là anh chị em ngành hoa của mình tổng thể thì như thế nào ha. Ok không cả nhà?
Hôm qua thì anh chị em mình thu hoạch có ok không? Tự nhiên là thấy bình thường tới chiều tối là mọi người đi chơi. Ngày hôm qua tự nhiên trời mưa một cái, Đào cũng thấy lo lắng cho mọi người quá trời luôn. Không biết là tình hình bán buôn của cả nhà mình sao nữa. Chúc Mai Lam, em cảm ơn chị Mai Lam rất là nhiều nha. Chúc em ngày mới vui vẻ. Chị Mai Lam gửi lời chúc đến Đào và Đào cũng lan tỏa lời chúc này đến cả nhà mình đang xem livestream buổi sáng hôm nay, gửi năng lượng bình an đến cả nhà mình buổi sáng nay nha. Thua keo này ta bày keo khác. Có mấy bạn nói là ngày hôm qua bán cực quá cô ơi, nhưng mà thu nhập không được bao nhiêu. Không sao đâu các bạn cứ nhiệt huyết với nghề đi, thì đầu tiên là một ngày không xa, may mắn sẽ mỉm cười với các bạn thôi. Mình cứ làm nhiệt huyết thôi ha. Rồi cái hộp hoa của mình đi các bạn, cái này nó đang bị thiếu cái hoa lan màu đỏ. Đào đang nhờ chạy đi lấy cái hoa lan đỏ cả nhà. Tí xíu nữa sau khi mà mình cho cái hoa lan moka màu đỏ vào rồi, hoàn thiện cái hộp hoa thì Đào sẽ chụp để Đào gửi cho cả nhà mình xem nha. Đây, cái này là cái Cabi Osa nè cả nhà mình. Cabi Osa màu đỏ nè cả nhà. Có hồng tím này thì thích hợp để mình cắm với lại cái hoa hồng tông màu đỏ, hoặc những cái hoa có gam màu nóng cả nhà. À, ta xem cái này xong rồi nếu như mà cái hoa lan moka về kịp thì mình xem luôn, còn không thôi thì Đào sẽ dừng like và cắm xong cái lan vào thì Đào chụp hình gửi cho cả nhà mình xem nha. Và cả nhà ơi, nếu như những cái bài học mình coi trên Facebook chưa đủ thì cả nhà có thể mở kênh Nguyễn Thị Em Đào Official ở trên YouTube mình xem thêm nha. Đây, những cành mà mình cắm bay thì buộc phải cắm cành đơn, không có cắm cắm nguyên một chùm ha cả nhà mình. Bỏ hết, chỉ sử dụng cái cành đơn như thế này thôi và mình cắm cho nó bay bổng ra cả nhà. Cho nó rời ra khỏi cái bố cục để làm cho cái hộp hoa của mình nhìn nó được mềm mại hơn nè. Cái Cabiosa này thì của Đà Lạt thôi chứ không phải hàng nhập ha cả nhà. Nếu mà đúng mà cái này nó mà hàng nhập thì nó đẹp hơn nữa. Đào không phải là mình tâng bốc hàng nhập đâu cả nhà, nhưng mà thật chứ không biết vì sao cái hoa nhập nó đẹp mê mẩn luôn ha cả nhà. Ở bên Trung Quốc họ có những cái kỹ thuật gì họ dưỡng hoa nó đẹp dữ lắm, nhìn mà ghiền luôn á. Thậm chí là hôm bữa mà đi triển lãm ở bên Trung Quốc, đi qua đó là không muốn về luôn cả nhà. Hoa đẹp lắm. Rồi cái hộp hoa của mình là gần như nó gần hoàn thiện rồi cả nhà. Cũng giống như lúc nãy Đào có chia sẻ với cả nhà mình đó, cái hộp hoa này nè, Đào sẽ thêm cái hoa lan đỏ vào trong cái tầng phía bên trong này để cho cái lẵng hoa của mình nhìn cho nó đầy lại và nó đỏ thắm lên thì nhìn nó đẹp hơn. Hiện tại hết rồi, Đào đang chờ thợ đem về á, nên cả nhà mình Đào xin dừng ở like ở đây ha cả nhà, và lát nữa cắm cái kia xong thì Đào sẽ chụp hình gửi cho cả nhà mình xem nha.